tập trước chia tay với Huyền Thạch và Kim Anh, chỉ còn 3 thí sinh xuất sắc nhất Kim Thành, Đỗ Diễm, Minh Tuyền tiếp tục chinh phục ngôi vị quán quân của nữ hoàng quyến rũ. Để chuẩn bị cho thử thách tiếp theo, 3 thí sinh tiếp tục tới thành phố Aomori, Nhật Bản, vùng đất thần tiên được mệnh danh là quê hương của táo. Thử thách gì đang chờ đón top 3 của nữ hoàng quyến rũ? Xin chào, top 3 của chương trình Nữ Hoàng Quyến Rũ. Mọi người đang đứng giữa một vườn táo. Nãy giờ đã có thời gian quan sát khi mà mình bước vào đây rồi. Cảm xúc của các em là như thế nào? Bị choáng ngợp và cảm thấy rất là đẹp. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy một vườn táo đúng không? Dạ đúng rồi. Và nhiệm vụ của các bạn sẽ khá là thú vị đây. Các bạn hãy mang cái sự hiểu biết của mình, cái sự kết nối linh động trong mọi tình huống và truyền thông điệp đến với các bạn trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam, với vai trò người dẫn chương trình đồng hành với chị Hà Trinh. Lần này, 3 thí sinh sẽ tiếp tục với thử thách làm người dẫn chương trình truyền hình thực tế với sự hướng dẫn và đánh giá của MC Liêu Hà Trinh. Cụ thể là đối với hai chương trình truyền hình thực tế đang được rất nhiều khán giả yêu thích trên kênh HTV7, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Du lịch kỳ thú và Người kết nối. Đây là một thử thách khá khó khăn cho 3 cô gái, đòi hỏi sự linh hoạt trong ngôn ngữ nói và điều tiết cảm xúc với mỗi tình huống. Hà Trinh sẽ là người làm mẫu. Du lịch kỳ thú, sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Du lịch kỳ thú là chương trình truyền hình thực tế về chuyến hành trình du lịch trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá những địa danh và những nét văn hóa đặc sắc. Và các thí sinh sẽ thử sức với vai trò là thám tử của chương trình, đi kiểm chứng và tìm hiểu về vùng đất táo Aomori. Sau khi được Liêu Hà Trinh hướng dẫn phần mở màn, mỗi thí sinh sẽ có 1 phút 30 giây cho phần thi của mình. Không thể tin được. Trời ơi, chuyện gì đây? Ước mơ trên đời mình đã thực hiện được rồi. Ba mẹ ơi, con đã thành công rồi. Các bạn có biết không, mỗi người đều có một ước mơ. Có người có thể bay đến khắp trời châu Âu để xem tuyết, nhưng mà ước mơ lớn nhất của đời Trinh chỉ là thấy được một cây táo thật sự ở ngoài đời. Và các bạn biết không, Trinh đã bay rất là xa để đến được tỉnh Aomori, là tỉnh có những loại đặc sản táo hấp dẫn và đẹp nhất ở trên thế giới. Nhưng quan trọng hơn, Trinh đã chính thức thực hiện thêm được một nhiệm vụ, đó là gia nhập vào hàng ngũ của những thám tử tư hàng đầu của chương trình Du lịch kỳ thú. Để có được những quả táo này thì người ta phải trồng với những kỹ thuật rất là chỉnh chu và xuất sắc, cùng với sự tâm huyết của các đội ngũ nông dân rồi kỹ thuật ở đây. Hãy cùng Trinh khám phá thử thách này nha. Thấy chị rất là thoải mái, tự nhiên và gần như là mọi thứ rất là chân thực và sinh động vậy. Thành cảm thấy rất là thú vị và bị cuốn hút. Chị ứng biến rất là nhanh, xoay sở rất là nhanh và tự suy nghĩ trong đầu mình giống như là đã soạn ra một cái kịch bản sẵn, mình phải nghĩ gì, phải nói gì trong đầu sẵn và lúc đó là chỉ việc nói ra thôi. Em thấy rất là nể chị Trinh, tại vì chị Trinh ứng biến rất là nhanh và từng câu nói của chị Trinh đều chắc, không có cái nào dư, không có cái nào thiếu hết. Mọi người thấy là cái phần lúc đầu chị xuất hiện nó hơi over chút xíu đúng không? Tại vì khi mà mình nghiên cứu cái tinh thần của chương trình du lịch kỳ thú á, nó phải rất là wow, nó phải rất là kỳ thú, nên mình phải tìm, mình phải suy nghĩ ngay một cái đường dây. Nếu như kịch bản chương trình không có, chỉ là bằng cái cảm xúc của mình đi vào trong vườn táo và các em hãy khai thác được những cái điều thú vị nhất của vườn táo. Chúng ta cứ giữ cái phong cách của mỗi người và các em phải tìm ra một cái phương cách, một cái phương tiện nào đó bằng ngôn ngữ hình thể, bằng ngôn ngữ giọng nói để giới thiệu điều này trong mỗi chuyên mục. Rồi, bây giờ thì làm sao để mọi người ở nhà có thể tận hưởng được quả táo thơm ngon này dưới ánh nắng ban mai tại Aomori? Là do các em. 1 phút 30 giây và thời gian cho Đỗ Diễm sẽ bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đỗ Diễm và hiện tại Diễm đang đứng tại một cái vườn táo tại Aomori của Nhật Bản. Đây là cái vườn táo dành riêng để sản xuất qua thị trường Việt Nam. Chất lượng ở đây và cái chất lượng ở bên kia nó không hề khác nhau. Chỉ khác là ở đây nó sẽ được bọc một cái lớp để bảo vệ, để được vận chuyển về Việt Nam tốt hơn. Và hồi nãy khi mà Diễm bước chân đến đây á, thì Diễm thấy những cái tấm phản quang ở dưới đây nè. Diễm tưởng là để nó rơi xuống hay là như thế nào, nhưng mà không phải mọi người ạ. Cái tấm phản quang này nè, nó sẽ lấy ánh nắng mặt trời, nó chiếu lên để phần đáy của trái táo này nó sẽ được chín đều và cái màu của nó sẽ đều, rất là xinh, rất là đẹp ha mọi người ha. Thì ở đây á,
khí hậu rất là thuận lợi, nắng ban mai rất là tốt. Trái táo ở đây ăn vào rất là giòn, cảm thấy là nó tan, nó mát ở trong họng mình luôn á mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ thích những trái táo này. Yeah, cảm ơn Đỗ Diễm. Khả năng nói của mình nó không có được tốt lắm, nhưng mà mình nghĩ là thôi thì mình cứ nghĩ gì mình nói đó, trong đầu mình có cái gì thì mình cứ nói ra hết. Mình thể hiện cái sự chân thành của mình thì khán giả sẽ thấy được quang cảnh ở đó chân thật nhất có thể. 1 phút 30 giây để giới thiệu về vườn táo, bắt đầu. Xin chào các bạn, đây là Minh Tuyền đây. Các bạn có biết mình đang đứng ở đâu không? Tất nhiên là không biết rồi. Mình đang có mặt tại Aomori. Và khi nhắc đến Aomori thì mọi người sẽ nghĩ với một cái tên khác, đó chính là vùng đất táo. Và đây, đây là hiện vật đây. Khi nãy mình có hỏi các bác nông dân á, thì các bác nói là đây là khu vực dành riêng để xuất khẩu sang Việt Nam. Mình có nghiên cứu là họ sẽ dùng một bình xịt và xịt nước vào, sau đó sẽ bỏ vào một cái bao và đóng thành một cái thùng. Cái khoảng thời gian đó đòi hỏi phải mất rất nhiều thời gian. Và cái thời gian đó thì quả táo này chắc chắn không phải là một quả táo đã chín sẵn mà là gần chín. Và đến khi mà quả táo đó được xuất khẩu sang Việt Nam, đó là quả táo ngon nhất và thời gian chín đủ để ngon, để có thể mọi người Việt Nam có thể thưởng thức cái vị táo này á. Thì mọi người có thể thưởng thức được cái vị ngon của đất trời, của nắng, của gió, và đặc biệt là sự ân cần của các người của những bác nông dân ở đây. Và mình mong rằng các bạn người Việt Nam có thể một lần đứng tại đây và được hái tận nơi và thưởng thức quả táo này. Cảm ơn. Bé có một vẻ ngoài rất là vui tươi và hồn nhiên. Thành cảm thấy rất là phù hợp với những chương trình như kiểu là xì tin năng động vậy. Em có một cái vẻ gì đấy làm cho Kim Thành, nếu mà một người xem thì rất là cuốn hút, nhưng mà cảm giác như thông tin đưa ra hơi nhiều và Thành chưa kịp nhớ hết. Hi, xin chào tất cả mọi người. Konnichiwa. Hiện tại thì Kim Thành đang có mặt tại xứ sở Nhật Bản. Kim Thành đã mất hàng tiếng đồng hồ để bay qua đất nước Nhật Bản đến thành phố Tokyo, sau đó mất thêm gần 2 tiếng đồng hồ để đến với Aomori. Thì hiện tại Kim Thành đang có mặt tại một vườn táo. Mọi người có thấy đẹp không ạ? Ten ten ten. Thì đây, như Kim Thành được biết thì đây là một vườn táo dành cho xuất khẩu tại về Việt Nam. Thành cảm thấy rất là tuyệt vời và hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên Kim Thành được đến một vườn táo. Rất nhiều táo và các bạn có thể thấy có rất nhiều loại táo. Tí nữa Kim Thành sẽ khai thác cũng như là chia sẻ thêm cho tất cả mọi người về những loại táo ở đây, cũng như là cách các người dân chăm sóc cũng như là vun trồng loại táo, mọi người dân thu hoạch như thế nào và tầm tháng mấy thì táo bắt đầu thu hoạch này. Và Kim Thành rất hy vọng là các bạn có thể được một lần trải nghiệm cũng như là được đến vườn táo tại Japan, Nhật Bản. Aomori, xin cảm ơn rất nhiều. Ngày hôm nay thì Kim Thành không có hồi hộp, không có lo lắng gì hết á. Nhưng mà mình cảm thấy là mình đang bị kiểu các trái táo thu hút tầm nhìn của mình quá, cũng như mải mê ngắm mấy trái táo quá, thế là không tập trung. Chị Thành thì suy nghĩ một cái sáng tạo là cầm cái quả táo của mình, cái đó là ấn tượng. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong thử thách tại vườn táo Aomori. Nhìn chung thì cả ba đều rất là thoải mái với công việc của mình. Có một chút xíu những cái vấp váp trong từng phần dẫn. Cái điều mà Diễm nên rút kinh nghiệm đó là nếu như mà mình mặc một cái trang phục á mà có thêm chiếc khăn này nè, yeah, hoặc là nó phải phục vụ cho cái việc hái táo, hoặc là nó phải phục vụ cho cái việc trình diễn của mình trong vườn táo. Còn nếu không là chúng ta sẽ không sử dụng nó. Còn Minh Tuyền, ồ bạn có một cái sự nghiên cứu tuyệt vời về trang phục. Ở cái vườn táo đỏ và xanh bạn nổi lên một đốm vàng, Trinh tạo điểm cộng cho bạn. Còn Kim Thành thì có một chút xíu bối rối ha. Em thường là quen với việc là diễn nhiều hơn đúng không? Đúng rồi, với lại là em quen cái kiểu mà ngồi chính thống nói chuyện chứ ít khi đi kiểu tham quan như thế này. Thì thông tin ít thôi, ít mà người ta nhớ. Chúng ta hãy dùng cái thế mạnh của mình. Và đó là những cái nhận xét chung của chị thôi. Nhưng quan trọng hết thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của bác Sato, là người đã trực tiếp chăm sóc vườn táo này các bạn nhé. Dạ xin mời bác Sato ạ. Konnichiwa. Các bạn ở đây thì vừa mới thể hiện cái phần giới thiệu chia sẻ về loại táo Aomori đặc biệt tại vườn táo xuất khẩu qua Việt Nam của mình. Thì không biết là bác lắng nghe rồi bác có cảm nhận gì và góp ý gì về những cái thông tin bác các bạn vừa nói không ạ? Thế còn Minh Tuyền thì sao ạ? Chị nghĩ là do cái thông tin là em tìm trên mạng đúng không? Đôi khi một số những cái thông tin ở trên mạng nó có nhiều nguồn mà chưa có được xác minh. Đó là phần nhận xét của bác Sato. Còn Kim Thành ạ? Vậy là cả ba bạn của chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần thử thách của chương trình Nữ Hoàng Quyến Rũ tại vườn táo Aomori. Đây chỉ là một thử thách nhỏ thôi. Chúng ta còn nhiều điều hấp dẫn tại vườn táo đang chờ đợi nữa. Arigato gozaimasu. Cảm ơn bác Sato ạ.
chị Trinh Thị Phạm cho tụi mình để khai thác nhân vật trong chương trình Người Kết Nối thì cảm giác giữa hai người đang nói chuyện với nhau, tâm sự và chia sẻ với nhau một cách rất là thoải mái, rất là tự nhiên, và chị biết lôi được cái nội tâm của cái người chị đang nói chuyện và khiến cho họ có thể bộc lộ được cái nội tâm của mình một cách tự nhiên nhất, trải lòng mình thật nhất và không giấu giếm cái gì hết, và chị lôi người khác vào trong cái câu chuyện của chị, trong cái hướng mà chị muốn đi. Một lần nữa em muốn nói lại rất là nể chị Trinh, tại vì chị Trinh vui vẻ cũng có, cái lúc mà chị Trinh lắng lại để chị Trinh nghe bạn chia sẻ, mình bị lôi cuốn vào cái câu chuyện đó. Phải nói là chị là người kiềm chế cảm xúc rất là hay, tại vì Tuyền đứng ở ngoài, Tuyền có rưng rưng nước mắt và sắp khóc luôn, tại vì cái câu chuyện của chị đó. Người Kết Nối, một chương trình truyền hình thực tế vô cùng nhân văn, xúc động, kết nối những người con đang học tập và làm việc xa quê hương với người thân, gia đình của họ. Đối với chương trình này, các thí sinh sẽ thử sức với vai trò là người kết nối của chương trình, kết nối các bạn tu nghiệp sinh người Việt Nam đang làm việc tại nhà máy táo Aomori với gia đình của họ tại quê nhà. Và tất nhiên, Liêu Hà Trinh sẽ thị phạm cho các thí sinh từng phần kịch bản vô cùng xúc động, bao gồm làm quen và tìm hiểu cuộc sống xa nhà của nhân vật và trao tặng món quà bất ngờ. Có 4 cô gái làm việc tại vườn táo Aomori. Mai Phương thì chị đã vừa khai thác cái câu chuyện của bạn rồi, rất là xúc động. Còn lại 3 nhân vật còn là bạn Bông, bạn Hiền và bạn Nhung, mỗi hoàn cảnh cũng đáng để lưu tâm. Rồi bây giờ nếu như mà chia ra 2 đội nhé, một đội sẽ cùng chia sẻ câu chuyện của Hiền và câu chuyện của Bông, một đội là sẽ chia sẻ câu chuyện của Nhung. Bây giờ nếu như mà chia 2 đội như vậy thì các bạn tính chiến lược là làm sao? Em xin phép làm chung với một bạn, tại vì em dễ bị xúc động bởi những cái hoàn cảnh á. Nếu như mà em đi một mình với các bạn thì em lại lôi cái sự tiêu cực đó xuống. Em muốn các bạn lạc quan nhiều hơn. Thật ra em cũng là một người rất mau nước mắt, nhưng mà em nghĩ là mình có thể kiểm soát được. Vậy em đồng ý vào vòng lập đội. Em sẽ là một đội với đội diễn. Các bạn sẽ hỗ trợ cho câu chuyện của Bông và Hiền được đến gần với khán giả hơn. Riêng Minh Tuyền, một mình em sẽ cùng lắng nghe, chia sẻ và mang đến những niềm vui cho Nhung tại Aomori. Chị Nhung là chị lớn tuổi nhất và cũng là chị đã lập gia đình và có một con gái. Thì lúc đó mình là thí sinh nhỏ tuổi nhất, mới 19 tuổi. Thật sự mình rất là non để có thể nói ra những cái lời mà của một cái người con gái trưởng thành được. Được đặt vào cái thử thách như vậy, mình trước hết là thấy rất là ngợp với mình. Minh Tuyền sẽ kết nối Phạm Thị Nhung, 26 tuổi, quê ở Quảng Ninh, đã làm việc và sinh sống tại Nhật Bản gần 2 năm với gia đình của bạn ấy. Đỗ Diễm, Kim Thành sẽ chung một đội và sẽ kết nối bạn Nguyễn Thị Bông, 23 tuổi và Nguyễn Thị Hiền, 20 tuổi, cũng đã làm việc xa nhà 2 năm với gia đình của hai bạn. Ai sẽ đủ bản lĩnh, duyên dáng và sâu sắc để hoàn thành tốt vai trò dẫn chương trình của mình? Nữ hoàng quyến rũ. Các bạn ấy đang có mặt tại nhà máy kiểm tra táo của Aomori. Và đây là loại táo rất là nổi tiếng của công ty GA, nơi mà các bạn của chúng ta là Mai Phương, bạn Hiền, bạn Nhung và bạn Bông đang làm việc. Nhiệm vụ của các bạn đã rõ ràng, chị sẽ cố gắng khai thác bạn Mai Phương, còn các bạn sẽ mang món quà bất ngờ và đặc biệt từ Việt Nam đến cho các bạn Nhung, bạn Bông và bạn Hiền. Mọi người rõ chưa ạ? Và em nghĩ là cứ khai thác những cái điều chân thật nhất, những cái điều mà bọn em tò mò nhất về công việc của các bạn ấy thôi. Em thì sao hả? Em sẽ tâm sự với nhau như hai người chị em vậy, đi sâu vào và muốn cho chị kể cái nội tâm của chị một cách dễ dàng nhất, và không kiểu như là không phải là mình đang cố gắng để hỏi dồn dập chị, lo chị phải nói ra cái gì mà chị không muốn nói. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mỗi người chỉ có 3 phút thôi. Nếu như cái dây chuyền này chậm lại 1 phút thôi thì cái chuông báo sẽ kêu bíp 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 bíp. Và mình phải vừa giúp đỡ họ lưu thông cái công việc này hợp lý mà vừa phải khai thác câu chuyện. Bây giờ thì Diễm và Thành sẽ cố gắng tiếp cận bạn Hiền và bạn Bông nhé. Rồi, xin mời bạn. Mỗi thí sinh sẽ có 3 phút để thực hiện phần thi Người Kết Nối trong phân đoạn tìm hiểu công việc của nhân vật. Chào, hồi nãy mình cũng có gặp nhau ở vườn táo rồi đúng không? Thành sẽ vừa giúp bạn và vừa làm cùng bạn nhé. Buổi sáng bạn đến đây làm việc từ lúc mấy giờ? Giờ sáng thì 7 giờ bọn em đi làm.
8 giờ 15 thì người ta họp sau rồi chị em vào làm. Thế mình thường mình làm đến mấy giờ là xong nhỉ? Làm đến 5 giờ là mọi người về, nhưng mà bọn em có thể tăng ca thêm một tiếng. Đến 6 giờ. Mình qua đây lâu chưa? Dạ em qua đây cũng được 1 năm 4 tháng rồi chị ạ. Thế xa nhà cũng lâu ha, có nhớ nhà không? Dạ có chứ chị, sau khi thế này là đầy rồi. Thì mình đã cho một cái này gọi là nếp tổ. Nếp tổ. Trong cái nếp tổ vào đây. Cái y tạ nữa. Y tạ. Không, đẩy nhỏ lên như thế này. Mặc dù đã được MC Lưu Hà Trinh hướng dẫn trước đó, tránh đặt ra các câu hỏi dồn dập và câu hỏi xã giao, nhưng Kim Thành có vẻ đã quên mất kỹ năng quan trọng này. Cô nàng đặt rất nhiều câu hỏi ngắn cho nhân vật của mình. Chị qua đây bắt đầu làm thì những cái này người ta có hướng dẫn cho mình không ta? Có. Họ hướng dẫn cho mình mấy buổi. Dạ. Sau đó họ kiểm tra mình. Cái này ban đầu nó có khó lắm không chị? Cái này em để đây thôi. Nhưng mà giờ thì chắc mình quen tay rồi chị nhỉ. Chị ở đây chị hay có gọi hay gọi về cho gia đình không? Ủa, ngày nào em đi làm về thì hết giờ ấy. Thì là cứ tầm 9 giờ ở bên này mình gọi về cho nhà mình là 7 giờ. Mình đi làm về rồi. Cái này nó hơi méo, mình có bỏ vào đây được không? Không vấn đề gì cả. Không liên quan gì méo hay không cả. Chỉ là chính đều là được không chị nhỉ? Chị qua đây bao nhiêu lâu rồi chị? Em sang đây được hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm rồi. Đỗ Diễm dường như vẫn chưa chủ động và bám sát nội dung chính để truyền đạt thông tin từ nhân vật tới khán giả. Cô nàng vẫn còn khá nhiều lúng túng. Ở bên này nhiều người Việt Nam qua không nhỉ? Ở chính nghiệp mình này. Dạ, bên em thì có 4 người bọn em. 4 người bạn em. Ok, vậy Thành sẽ không gián đoạn công việc của Hiền nữa nhé. Hẹn gặp Hiền. Hẹn gặp Hiền vào sau 6 giờ đúng không? Dạ, vâng. Ok, cảm ơn Hiền nhé. Dạ, chị. Hiền làm điều vui vẻ. Dạ. Ok, cảm ơn chị, tí nữa mình gặp nhau nhé. Gặp nhau nha. Bye bye Hiền. Rồi em cảm giác rất là hối hả. Mọi thứ nhịp điệu rất hối hả ấy. Mình phải vội. Nhưng mà các bạn cũng rất là dễ thương và tự nhiên. Cũng hay trao đổi với bọn em. Nhiệt tình lắm chị ơi. Chị Vân ngồi chỉ em vừa hỏi sơ sơ vài vấn đề. Chị rất là nhiệt tình chỉ luôn á. Bây giờ bạn Minh Tuyền đang cũng hơi lo lắng đây. Rồi chúng ta làm có đội, còn bạn Minh Tuyền làm một mình. Cố lên em nhé. Từ nãy giờ đứng ở ngoài nhìn chị làm rất là chăm chỉ, rất là tập trung. Thôi, chắc em phải phụ chị một tay quá. Như vậy là mình sẽ bỏ vô. Ở đây mình sẽ xem cái quả táo, nếu như mà có vết xước hay là mình cảm giác như là nó không được đẹp ấy. Dạ. Ra. Dạ. Khi nào nó đầy thì mình sẽ cho cái này một cái thôi hả? Cho cái này vào. Đóng lại à? Một tay thì mình chỉ đóng tay nắp này thôi. Dạ. Mình sẽ đi ra ngoài kia. Em với chị phụ nha. Trời ơi, sao chị có thể làm một tay được vậy? Một mình chị làm được hả? Chắc là mình quen rồi hả? Bị vết thương như thế này. Dạ. Minh Tuyền có vẻ đang bị tập trung vào trải nghiệm công việc phân loại táo hơn là khai thác nhân vật của mình. Ê, cái chỗ đó nó đang chuông kìa. Là chỗ này rồi mình có làm cái này không ta? Mấy chị về đi làm về là mình đi về chung với nhau luôn hả? Hay là có hôm nào mà người về trước người về sau không? Cái này là đẹp đúng không? Cái này cũng không đẹp. À nó không nó đều phải màu. Nó phải đều màu đẹp. Cái này cũng không. Không. Không luôn. Cái này là đẹp đúng không? Ồ, mình làm ví dụ bao lâu thì mình được ăn trưa chị? Làm là đến 12 giờ là ăn trưa. Này đẹp. Thôi bây giờ em làm rồi, em xin vào làm được luôn rồi nè. Tại bây giờ chứ các chị làm việc đúng không? Em nghĩ là chắc là chiều sau khi tăng ca, các chị tăng ca xong rồi mình lại về nhà, em về nhà các chị rồi mình nói chuyện nhiều hơn ha. Mấy chị ơi, em tí gặp lại nha. Mọi thứ ổn chứ, bạn Nhung có chia sẻ nhiều không? Mọi người cứ lo là bạn Nhung khá là khá kính không? Nhìn bên ngoài có vẻ hơi là chị có ít nói nhưng mà em bắt chuyện với chị thì chị trả lời một cách rất là thoải mái. Như là hai chị em thân thiết với nhau từ lúc nào không hay luôn. Nhìn thì quá tốt rồi. Sau khi các tu nghiệp sinh tan ca, top 3 nữ hoàng quyến rũ tiếp tục thử thách của mình với vai trò MC trong chương trình Người Kết Nối. Đây là phân đoạn kết trong format của chương trình. MC sẽ tìm hiểu cuộc sống của nhân vật tại Nhật Bản và tặng món quà bất ngờ cho nhân vật của mình. Đây là phân đoạn xúc động nhất của chương trình. Các thí sinh sẽ thể hiện thế nào đây? Em kiểu thắc mắc về tại sao mà hai anh chị quen nhau, kết hôn với nhau mà hai người lại làm
ở hai công việc mà xa như vậy á, hai anh chị cái khoảng thời gian sắp xếp như thế nào để gặp được nhau? Thì cái lúc mà mình sang bên chỗ chồng chơi ấy, đi vào những cái dịp mà công ty ít việc, cũng có cái ngày phép năm ấy, 10 đến 15 ngày vậy thì đi chơi thôi. Ở xa như vậy rồi có khi nào anh hay chị ghen nhau không? Ghen thì cũng có nhưng mà cũng chỉ là ghen vu vơ bình thường thôi. Rồi bao lâu thì mình hết giận nhau? Chắc là tối mà ghen thì chắc là sáng mai vẫn nhắn tin bình thường được. Hiện tại thì chị đã có cháu hay chưa? Có cháu rồi. Ba mẹ chị vẫn thường gọi điện thoại cho chị không? Có, thường xuyên gọi. Ngày nào buổi tối là cũng gọi về nhà. Ví dụ như có một cái điều ước thì chị sẽ ước gì? Chị sẽ mong được gặp ai nhất nè? Đầu tiên chị mong được gặp con gái là đầu tiên. Tuyền đã chuẩn bị cho bạn. Em đã chuẩn bị cho chị. Xa mà không thể mà chăm sóc con gái của mình thì khi mà ở đây và chứng kiến cái hình ảnh con mình lớn lên từng ngày, không ai mà kiềm chế được cái nỗi xúc động này hết. Bé rất là tích cực nha mọi người, rất là mạnh mẽ, rất là yêu thương và tràn đầy năng lượng. Và tôi nghĩ đó là một cái niềm may mắn lớn khi mà những cái nỗ lực bên này của Nhung á được đền đáp là con ngoan. Thật ra hạnh phúc đơn giản chỉ là thấy gia đình mình gần nhau là vui lắm rồi. Bao lâu rồi chưa về Việt Nam? Một năm rưỡi rồi em chưa về. Thật ra thì em cũng có một đứa con. Em thì không được hạnh phúc, không được may mắn như chị đâu. Vợ chồng em ly hôn rồi. Đây là con trai của bạn Thiệt, 3 tuổi, đang ở Việt Nam. Cháu bây giờ là sống với ông bà ngoại. Bà ngoại. Bà ấy hiện ra vào đây chị em đâu. Còn em gái và em trai, bây giờ em gái của em cũng đang ở bên này. Hai chị em có thường xuyên gặp nhau không đi? Thỉnh thoảng thì rỗi thì với lại không đi nào hoặc là gì đấy thì chị em mới gặp nhau thôi. Hai chị em bảo nhau cố gắng, tại vì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Tháng nào em cũng gửi tiền về cho bố mẹ để phục vụ mẹ trang trải gia đình với nuôi con của em. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, em phải đi làm giúp cho gia đình. Nhưng mà không may của em cả mất rồi. Bây giờ mình còn mẹ. Còn một người em trai. Em của chị có còn đi học hay là đang đi làm? Học xong cấp 3 cũng đi làm kiếm tiền. Có món quà. Đây là món mà Hiền cứ thích nhất. Ô ma. À. Em nhìn cái này thì nhớ quê, nhớ về gia đình và mọi người ở nhà, lúc nào cũng mong là có nhiều sức khỏe và mong mình về. Còn đối với chị Bông thì gia đình hơi khó khăn một chút xíu nên là không kịp chuẩn bị quà cho chị Bông. Nhưng mà em với chị Thành gửi cho chị cái này. Em chỉ muốn là em gửi chị cái này để chị nhớ rằng là chị và gia đình luôn luôn có sự kết nối với nhau, luôn mong chị có sức khỏe và mọi người rất yêu thương chị. Cảm ơn tất cả chúng ta đã cùng có mặt ở đây ngày hôm nay. Thưa quý vị, vậy là trong ngày hôm nay thì top 3 của nữ hoàng quyến rũ vừa đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Nhưng Trinh nghĩ rằng họ không cho rằng đó là một nhiệm vụ đâu, mà đó là một cái cơ hội để mà có thể kết nối cùng những cô gái của chương trình. Những cô gái mà họ trông có vẻ rất là nhỏ bé nhưng thực sự ở bên trong là một cái nội lực. Và hy vọng tất cả các nữ hoàng quyến rũ của chúng ta đã học được một điều gì đó về hình tượng của một cô gái luôn luôn vươn lên trong cuộc sống. Còn bây giờ hãy để cho tất cả các cô gái cùng có những phút giây kết nối với nhau nhé. Hãy cùng tiếp tục theo dõi chương trình để biết được kết quả của thử thách ngày hôm nay nhé.
Kết thúc thử thách MC dẫn chương trình truyền hình thực tế, các thí sinh Kim Thành, Đỗ Diễm, Minh Tuyền chắc hẳn đã có một ngày trải nghiệm không thể nào quên. Tuy nhiên, kết quả sẽ ra sao? Ai mới là người thể hiện tốt nhất và xứng đáng trở thành quán quân của chương trình? Mời quý khán giả đón xem gala chung kết của cuộc thi Nữ Hoàng Quyến Rũ vào tập tiếp theo.